À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2, tập 2, bộ sách cánh diều. Các con thân mến, hôm nay cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước sang một chủ đề mới, đó là chủ đề Em yêu Tổ quốc Việt Nam. Bài 30, Quê hương của em. Tập đọc, Bé xem tranh. Các con hãy quan sát lên màn hình, cô có một bức tranh thật đẹp phải không nào? Các con có biết bức tranh vẽ địa điểm nào của Tổ quốc ta không? À, đây là bức tranh vẽ cột cờ Lũng Cú ở tỉnh Hà Giang, địa đầu của Tổ quốc đấy, các con ạ. Cột cờ Lũng Cú đã được xây dựng từ 1.000 năm trước. Các con nhìn thấy lá cờ đỏ tung bay phấp phới trên bầu trời biên giới. Đây chính là lá cờ xác định chủ quyền của nước ta. Chủ đề này sẽ giúp các con mở mang hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam. Chủ điểm mở đầu là quê hương của em. Trước hết, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước vào phần chia sẻ nhé. Nội dung chia sẻ như sau. Hãy nói với bạn về quê hương em. Giới thiệu một hình ảnh quê hương. À, mỗi chúng ta sinh ra, ai cũng có quê hương của mình phải không nào? Quê hương là nơi gia đình của con, dòng họ của con, nhiều đời làm ăn, sinh sống. Vậy các con đã từng hỏi ông bà, bố mẹ là quê mình ở đâu chưa? À, có bạn thì quê ở thành phố Hồ Chí Minh, có bạn thì quê ở Điện Biên, có bạn quê ở Gia Lai, hay có bạn khác thì quê ở miền biển và các tỉnh khác nữa. Các con hãy chuẩn bị những hình ảnh đẹp nhất của quê hương mình để giới thiệu cho cô và các bạn cùng biết nhé. Ví dụ có một bạn tên Mai, bạn đã giới thiệu về quê hương của mình như sau. Xin chào các bạn, mình tên là Mai. Mình muốn giới thiệu về quê mình. Quê mình ở thành phố Hải Phòng. Ông bà, bố mẹ, cô bác mình đều sinh sống ở đây. Mình cũng sinh ra và lớn lên ở đây. Quê mình có biển đảo bao la, rộng lớn. Đây là bức tranh đảo Cát Bà. Đây là bức tranh biển Đồ Sơn. Nếu có dịp, mời các bạn đến quê mình chơi nhé. Tương tự, các con cũng sẽ giới thiệu về quê của mình cho cô và các bạn cùng biết nhé. Và cô tin chắc rằng, dù các con sinh ra ở đâu, dù quê của chúng mình ở đâu, thì chúng mình cũng luôn luôn cảm thấy tự hào về quê hương của chúng mình, phải không nào? Các con học sinh thân mến, mỗi một vùng quê trên đất nước Việt Nam của chúng ta đều đẹp và đáng tự hào. Mở đầu chủ điểm quê hương của em, các con sẽ được học bài thơ Bé xem tranh. Bài thơ kể về một bạn nhỏ ngắm bức tranh mẹ mua, thấy cảnh trong tranh rất gần gũi. Vì sao bức tranh đó lại gần gũi với bạn nhỏ đến thế? Bây giờ, cô trò chúng mình cùng đọc và tìm hiểu bài thơ các con nhé. Trước hết, các con hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ và đọc thầm theo cô nhé. Bé xem tranh. Bé xem bức tranh mẹ mua ngoài tỉnh. Mắt bé long lanh, chợt cười ngộ nghĩnh. Đây là đồng lúa, chín cong đuôi gà. Hôm nào mẹ gặt, thơm vàng trời xa. Đây đò cập bến, trăng ngợp đôi bờ. Thuyền ai kéo lưới, đầm trong tiếng hò. Ô, đây giống quá, chiều hè hôm nào. Cỏ bay ngược gió, trong veo trời cao. Bé ngồi ngắm nghía bức tranh mẹ mua. Đúng rồi, ai đó vẽ về làng ta. Đây là một bài thơ rất hay của nhà thơ Kim Chuông. Các con vừa lắng nghe cô đọc mẫu bài thơ Bé xem tranh,
Các con hãy cho cô biết bài tập đọc này có thể được chia thành mấy khổ thơ? À, đúng rồi. Bài tập đọc này có thể được chia thành 5 khổ thơ. Mỗi khổ thơ có 4 câu thơ. Khổ thơ thứ nhất, từ câu thơ bé xem bức tranh đến câu thơ chợt cười ngộ nghĩnh. Khổ thơ thứ hai, từ câu thơ đây là đồng lúa đến câu thơ thơm vàng trời xa. Khổ thơ thứ ba, từ câu thơ đây đò cập bến đến câu thơ đầm trong tiếng hò. Khổ thơ thứ tư, từ câu thơ ô đây giống quá đến câu thơ trong veo trời cao. Khổ thơ thứ năm chính là khổ thơ còn lại, từ câu thơ bé ngồi ngắm nghía đến vẽ về làng ta. Khi đọc bài, các con lưu ý ngắt nhịp thơ đúng sau mỗi dòng thơ và nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm sau. Long lanh, ngộ nghĩnh, ngắm nghía. Bây giờ, các con hãy đọc lại bài tập đọc bé xem tranh một lần nữa nhé. Trong bài, có từ ngữ cần cô trò chúng mình giải nghĩa, đó là từ ngợp. Theo ý hiểu các con, thì ngợp nghĩa là gì nhỉ? À, ngợp có nghĩa là đầy khắp, như bao trùm cả không gian đấy, các con ạ. Để tìm hiểu kỹ hơn bài tập đọc ngày hôm nay, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu các con nhé. Câu 1. Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ những gì? À, để trả lời được câu hỏi này thì các con hãy đọc lại bài thơ và tìm xem bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ những gì nhé. Các con đã tìm được chưa? À, chúng ta thấy bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ rất nhiều hình ảnh đẹp đúng không nào? Có hình ảnh cánh đồng lúa chín cong nuôi gà, thơm vàng trời xa. Có hình ảnh con đò cập bến, trăng ngợp đôi bờ, thuyền ai kéo lưới đầm trong tiếng hò. Còn có hình ảnh cò bay ngược gió trong veo trời cao. Như vậy, trong bức tranh này vẽ rất nhiều hình ảnh thân thuộc. Cô có thể có câu trả lời ngắn gọn như sau. Bức tranh mà bạn nhỏ xem vẽ đồng lúa, bông lúa thơm chín vàng cong đuôi gà, con đò cập bến đêm trăng, thuyền kéo lưới trong tiếng hò, cò bay ngược gió giữa bầu trời cao trong veo. Như vậy, các con có thể thấy trong bức tranh này vẽ rất nhiều hình ảnh đẹp. Nào là hình ảnh cánh đồng lúa, bông lúa, con đò, chiếc thuyền, cánh cò bay trên bầu trời. Đây đều là những hình ảnh rất quen thuộc của quê hương Việt Nam đúng không các con? Câu 2. Vì sao bạn nhỏ nghĩ rằng đó là bức tranh vẽ làng quê của mình? Theo các con thì vì sao bạn nhỏ nghĩ rằng bức tranh đó vẽ làng quê của mình nhỉ? À đúng rồi, vì cảnh trong tranh rất giống cảnh làng của bạn. Làng của bạn cũng có cánh đồng lúa chín cong đuôi gà, cũng có con đò, cũng có ánh trăng, cũng có con thuyền, cũng có những cánh cò bay ngược gió trong veo trời cao. Cho nên bạn thấy rất giống cảnh làng của bạn, bạn đã thốt lên, ồ, đây giống quá, và bạn khẳng định, đúng rồi, ai đó vẽ về làng ta. Câu 3. Nói về một hình ảnh em thích trong bài thơ. À, trong bài thơ có rất nhiều hình ảnh đẹp. Con hãy chọn một hình ảnh mà mình thích để nói nhé. À, cô có thể nói về hình ảnh cánh đồng lúa chín cong đuôi gà như sau. Mình thích hình ảnh cánh đồng lúa chín cong đuôi gà. Hoặc các con có thể nói, mình thấy hình ảnh con đò cập bến, trăng ngợp đôi bờ rất đẹp.
Hay là một bạn khác thích ánh mắt của bé và long lanh cười ngộ nghĩnh thì bạn có thể viết hình ảnh mắt bé long lanh cười ngộ nghĩnh rất đáng yêu. Sau khi cô trò mình tìm hiểu xong bài thơ bé xem tranh, các con có thấy bài thơ này là một bài thơ rất hay không nào? À, đúng rồi, đây là một bài thơ rất hay và ý nghĩa đấy. Vậy qua bài thơ này, con hiểu được điều gì? À, chúng ta thấy bạn nhỏ xem bức tranh mẹ mua, thấy cảnh trong tranh đẹp quá và gần gũi như ai đó vẽ về làng mình. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm yêu quê hương của bạn nhỏ. Mỗi chúng ta ai cũng có quê hương của riêng mình. Các con có thấy hình ảnh quê hương của mình giống với lại bức tranh của bạn nhỏ không? À, rồi, chắc chắn là các con cũng sẽ thấy được những hình ảnh thân thuộc của quê hương mình ở trong bức tranh này phải không nào? Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau bước sang phần luyện tập các con nhé. Câu 1. Tìm trong bài thơ một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh. À, trong bài thơ có một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh. Các con có biết đó là câu nào không? Các con thử tìm ở trong đoạn thơ này nhé. Ô, đây giống quá. Chiều hè hôm nào, cỏ bay ngược gió, trong veo trời cao. Các con đã tìm được câu thể hiện sự ngạc nhiên thích thú của bạn nhỏ khi xem tranh chưa nào? À, đúng rồi, đó chính là câu Ô, đây giống quá. Câu này thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của bạn nhỏ khi thấy bức tranh này có những hình ảnh vô cùng giống quê hương của mình. Câu 2. Đặt một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của em trước một bức tranh hoặc một cảnh đẹp. Mẫu: Ồ, bức tranh đẹp quá. Các con chú ý, để đặt được một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của mình trước một bức tranh hay một cảnh đẹp, thì các con hãy lưu ý trong câu đó phải có từ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú. Ví dụ như trong câu Ồ, bức tranh đẹp quá, có từ thể hiện sự ngạc nhiên thích thú, đó là từ ồ và từ quá. Tương tự các con hãy đặt những câu khác nhé. Ví dụ cô nhìn thấy một bức tranh vô cùng đẹp, cô có thể đặt một câu Ồ, bức tranh mới đẹp làm sao? Hoặc khi cô đi du lịch, cô nhìn thấy một cảnh đẹp, cô rất là thích và cô sẽ đặt một câu như sau. Ôi, cảnh này tuyệt đẹp. Hoặc cô có thể nói câu khác. Phong cảnh này đẹp ơi là đẹp. Như vậy, để đặt được một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú, thì các con nhớ là câu đó phải có từ thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú của mình. Ví dụ như từ ồ, từ quá, đẹp làm sao, đẹp ơi là đẹp. Các con nhớ nhé. Và thường sau những câu thể hiện sự ngạc nhiên thích thú đó sẽ có dấu chấm than. Các con học sinh thân mến, cô trò chúng mình vừa tìm hiểu bài tập đọc Bé xem tranh. Qua bài tập đọc, các con đã hiểu được nội dung bài thơ Bạn nhỏ xem bức tranh mẹ mua, cảm thấy cảnh trong tranh đẹp và giống như làng mình. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của quê hương, thể hiện tình cảm yêu quê hương của bạn nhỏ. Qua bài học, chắc hẳn các con cũng sẽ cảm thấy quê hương của mình đẹp và thấy thêm yêu quê hương của chúng mình hơn, phải không nào? Cô cũng đã giúp các con tìm trong bài thơ một câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú và biết đặt câu thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú. Về nhà, các con hãy đọc lại bài tập đọc Bé xem tranh cho ông, bà, bố, mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở trong những bài học tiếp theo. Khóa học về sách.
sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.